Công ty Kho vận Đá Bạc vừa tổ chức hội nghị tuyên dương 100 công nhân xuất sắc tiêu biểu nhân dịp tổng kết tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cán bộ công nhân thời gian qua, đồng chí Võ Khắc Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty đề nghị trong thời gian tới, cán bộ công nhân viên công ty tích cực trong lao động sản xuất và tham gia đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024. Được biết, trong tháng 5, công ty Kho vận Đá Bạc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động như thăm hỏi, động viên 12 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp 3 gia đình công nhân bị thiệt hại do bão lốc với số tiền 245 triệu đồng, tổ chức đối thoại với 150 công nhân khối sản xuất, tổ chức cho 153 cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch miền Nam, xây dựng kế hoạch nghỉ mát và hỗ trợ điều trị, điều dưỡng cho 150 cán bộ công nhân viên.